2022 với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Chúng em xin cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu, hội đồng khoa học nhà trường, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh nơi em đang học. Nhóm chúng em chân thành cảm ơn thầy Triệu Hoàng Tú, thầy đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong quá trình chúng em nghiên cứu. Thời gian, phạm vi nghiên cứu và thực hiện dự án này của chúng em còn hạn hẹp nên dự án không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng em rất mong được sự góp ý, rút ý kiến của hội đồng thẩm định, quý thầy cô và các bạn học sinh để dự án này đạt kết quả cao hơn và được nhân rộng trên thực tế, góp phần vào sự phát triển nền nông nghiệp rất tốt. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Đầu tiên chúng em sẽ nói về lý do chúng em chọn đề tài. Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã và đang bước vào thời đại công nghiệp 4.0. Vì vậy, trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp đều ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long còn đi đầu trong việc ứng dụng và các giải pháp công nghiệp cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế của vùng. Nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, khí hậu ôn hòa, điều kiện tự nhiên về đất đai, thổ nhưỡng thuận lợi, Hậu Giang có tiềm năng phong phú, đa dạng trong phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, bình quân đất nông nghiệp trên đầu người của Hậu Giang khá cao so với bình quân của vùng. Đây là điều kiện thuận lợi cho tỉnh đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô tập trung. Và ở Hậu Giang, mô hình đưa ra mà xuống ruộng đã được người dân áp dụng và mang lại nhiều hiệu quả như là dưa hấu, dưa leo, bắp và một số loại rau màu khác. Như việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào canh tác chưa phát triển nhiều, người dân khi chọn rau màu vẫn còn canh tác theo truyền thống, chưa mạnh dạng đáp ứng công nghệ tiên tiến. Mô hình đưa rau màu xuống ruộng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nữa khi áp dụng công nghệ tiên tiến vào canh tác. Vì vậy, nghiên cứu để đưa ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm, đặc biệt là canh tác rau màu là vấn đề cấp thiết với nông nghiệp Hậu Giang. Và đề tài ứng dụng BOT và sản xuất rau màu đã được nghiên cứu. Và mục tiêu của đề tài của chúng em đưa ra là: thứ nhất, tạo được hệ thống tưới nước và tưới phân tự động trên cùng một hệ thống ống dẫn, hệ thống được điều khiển bằng các thiết bị thông minh. Cái thứ hai, hệ thống vận hành tốt trên hai nguồn điện là nguồn điện năng lượng mặt trời và nguồn điện lưới quốc gia. Trước khi mà tiến hành đề tài nghiên cứu này, chúng em đã nghiên cứu tài liệu về các loại hình tưới nước hiện nay, nguyên lý hoạt động của pin năng lượng mặt trời và cách sử dụng công tắc thông minh và phương pháp thực hiện, là nghiên cứu và lựa chọn các linh kiện phù hợp để máy tưới rau màu ứng dụng công nghệ IoT để có thể điều khiển mô hình ứng dụng IoT và sản xuất rau màu. Thì nhóm đã chọn phần mềm là Honoris và đây là chi tiết cái thiết bị của chúng em. Pin năng lượng mặt trời lấy năng lượng từ mặt trời là vào bình ắc quy thông qua bộ sạc, bơm tăng áp, bơm nước hoặc dung dịch phân bón từ nguồn chứa ra hệ thống ống tưới. Và công tắc thông minh thì điều khiển hệ thống ống tưới theo người sử dụng. Và van tự động là cho nước đi qua khi mở van và ngắt khi đóng van theo điều khiển của người sử dụng. Bình ắc quy là tích trữ điện năng lượng mặt trời để cung cấp cho công tắc thông minh và máy bơm. Inverter là chuyển nguồn điện từ dòng điện xoay chiều từ bình ắc quy sang dòng điện một chiều để cung cấp cho công tắc thông minh. Và cùng với một số vật dụng khác như là dây điện, ống dẫn nước và vòi nước tự động cùng làm bồn chứa. Sau thời gian nghiên cứu, chúng em đã hoàn thành mô hình ứng dụng IoT và sản xuất rau màu. Mô hình được cung cấp bởi hai nguồn điện, đó là nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời và nguồn điện mạng lưới điện quốc gia. Nguồn điện năng lượng mặt trời thì từ có pin năng lượng mặt trời, phun năng lượng mặt trời thông qua bộ sạc để nạp vào bình ắc quy. Bình ắc quy sử dụng nguồn điện một chiều nên còn có thiết bị chuyển đổi dòng điện inverter từ dòng điện một chiều sang dòng điện xoay chiều. Mà còn nguồn lưới điện quốc gia thì do công tắc thông minh sử dụng dòng điện xoay chiều nên không bị cỏ dây nóng và dây lạnh, nên khi cấp điện cho công tắc cần phải kết nối chính xác từng dây, nếu không công tắc sẽ bị cháy. Có hai cách vận hành, thứ nhất là vận hành trực tiếp trên hệ thống. Để vận hành thì có hai cách vận hành, đó là vận hành trực tiếp trên công tắc và cái thứ hai là vận hành trên thiết bị di động. Để tưới nước cho rau màu thì chúng ta sẽ mở van 1, còn để tưới phân cho rau màu thì chúng ta sẽ mở lần lượt van 2 và van 3. Hệ thống sẽ lấy phân từ bồn chứa, sau đó thông qua máy bơm để tắt. Thì chúng ta sẽ nhấn lần lượt van 2 và van 3 để tắt. Ngoài điều khiển trực tiếp trên công tắc thì chúng ta sẽ điều khiển trên thiết bị di động, đó là cài đặt phần mềm điều khiển trên thiết bị di động vào trang web của sản phẩm để tải phần mềm và quét mã QR trên để cài đặt phần mềm. Đây là giao diện của phần mềm. Để tưới nước cho rau màu thì chúng ta sẽ nhấn vào công tắc số 1
Còn để tưới phân cho rau màu thì nhớ lần lượt công tác số 2 gì ạ? Công tác số 3. Hướng phát triển của đề tài là nếu canh tác trên diện tích lớn thì sẽ cần máy bơm tăng áp lớn hơn. Đề tài có thể phát triển tốt hơn khi kết nối với một số cảm biến như là cảm biến ánh sáng, cảm biến độ ẩm hoặc là thiết bị đo độ pH để biết được môi trường của đất trồng. Kết luận là sau khi làm thí nghiệm thì chúng em cảm thấy là sản phẩm có tính khả thi cao, sản phẩm mang tính mới và có thể áp dụng tại trại trên diện tích canh tác rộng lớn, sản phẩm vận hành tốt và có thể tưới nước và tưới phân trên cùng một hệ thống ống dẫn, sản phẩm thích hợp với các hộ nông dân trồng rau màu trên diện tích lớn nhưng lại ít nhân công, và sản phẩm sẽ đạt hiệu quả tốt hơn khi kết hợp với các thiết bị đo pH để quản lý đất trồng và sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống tưới, sản phẩm điều khiển bằng điện thoại nên rất dễ sử dụng, và cuối cùng sản phẩm dù hoàn thành tuy nhiên không tránh khỏi những điểm còn thiếu sót. Kính mong hội đồng thẩm định, ban giám khảo đóng góp ý kiến để dự án được hoàn chỉnh hơn. Em xin trân trọng kính chào.